Con mới nhấp môi mấy cá là nguyên cái chai vodka nó hết luôn, mình bảo uống luôn. Trời ơi, cái đô con dữ dội vậy không? Vodka mà con uống vậy là tôi dữ. Vodka dữ lắm á nghe. Dạ thật ra là con không có biết gì nó. Bởi đó tại vì hứng với lại buồn quá. Rồi xuống sao thì sao? Xuống sao thì cái con mới bắt đầu dê. Con lùa con ôm xiết, xiết ép vô cái. Cái xong rồi con nó tranh hùng cái nha. Ông thấy tới trước cửa khách sạn không quận 8. Giờ xỉn quá, vô đây ngủ em ơi. Mời hai em giới thiệu về mình. Dạ vợ chồng con xin chào cô chú Đức Thuận và cô Hồng Vân. Con là Nguyễn Hoàng Phi Vũ, 29 tuổi, thì hiện tại con đang làm bên chứng khoán. Con xin chào cô Hồng Vân và chú Quốc Thuận. Con xin giới thiệu, con tên là Ngọc Huyền. Con sinh năm 94. Nghề nghiệp của con hiện tại là kỹ thuật viên xét nghiệm ạ. Con làm ở đâu? Dạ con làm ở phòng xét nghiệm 548 ở đường Nguyễn Chí Thanh ạ. Hai đứa gặp nhau, yêu nhau được bao nhiêu lâu? Dạ tụi con yêu nhau thì khoảng 1 năm, sau đó cưới. Là gặp nhau năm 2020 à. Rồi gặp mới cưới à? Có lẽ ông bé đi xét nghiệm. Ông đi xét nghiệm. Ông đi xét nghiệm test PCR là gặp bé Huyền. Rồi coi như là kết cái cô xét nghiệm này luôn. Rồi cua cô ấy luôn. Đúng không Vũ? Nói đúng đi. Dạ không, gặp ở tình huống khác. Trời ơi. Mà tới bây giờ thỉnh thoảng vẫn đem kim về chích ngoài. Ủa là sao? Con sợ kim. Rồi cái đem kim về cái con canh ngủ ngủ á, thầm thầm lén kim bẻ kim bỏ một cái. Bị sao thì vợ mới chích chết đúng không? Dạ đúng rồi, hồi lúc mà trước khi cưới á là người ta có hay tầm soát trước tiền hôn nhân á cô, là con sẽ đặc biệt chú ý là phải lấy máu anh này để xét nghiệm HIV chứ. Quay trở lại với cái giai đoạn đầu, các bạn gặp nhau trong trường hợp nào và ấn tượng gì về nhau? Dạ tụi con thì gặp trong một câu lạc bộ tiếng Anh. Gặp vào tháng 5 2020 á, cô này thấy nhìn là mình thấy đặc biệt liền. Tại vì xung quanh người ta mặc đồ rất là thời trang rồi sinh viên cái kiểu nhìn đẹp lắm, mà có cô này nhìn cái mặc cái đầm màu vàng mà đi dép lào lọc sọc đó, cái mình nhìn thấy lạ liền, kiểu như là bông hoa dại trong một cái đống hoa hồng đó vậy. Trời ơi, trong một cái đống hoa hồng. Cái tự nhiên ấn tượng quá. Rồi cái tới xin chào, cái có thể làm quen không? Tại thấy mọi người xung quanh nói chuyện rất là giỏi, cái bà này các bạn im hoài, kiểu như mình muốn cho bà tự tin đó. Cái mình cứ dập cho bà mà nói chuyện hoài. Cuối buổi cái em còn xin Facebook trong lòng, chỉ muốn là về phụ đạo thêm cho bà thôi. Với lại cũng cho nó đỡ buồn, tại vì con mới chia tay mối tình 7 năm, còn bà này cũng 5 năm, sau này mới biết. Rồi cứ nói chuyện qua lại vậy thì từ từ cứ dính luôn. Rồi còn con thì sao? Lần đầu tiên con gặp ảnh con ấn tượng gì về ảnh không? Dạ thực ra thì lần đầu tiên con gặp anh á là con không có ấn tượng gì nhiều hết trơn á. Tại con mới vừa chia tay mối tình 5 năm con buồn. Cho nên là bạn con mới rủ con tham gia cái câu lạc bộ đó, chủ yếu để cho con khuây khỏa thôi. Thì con vô con mới gặp chồng con, chồng cũng hay bắt chuyện vậy đó. Thì con nói là hơi cởi mở mình ra, rồi mình cũng cho Facebook này quay nói chuyện qua lại cho đỡ buồn. Rồi sau đó thì hai đứa bắt đầu tiến tới xa hơn nữa là lúc nào? Cái lần thứ hai gặp thì sau khi nói chuyện Facebook nhiều rồi đó, cái là con mới hẹn đi uống trà sữa. Lần đầu tiên là gặp cô là bởi ngành, thứ hai là hẹn uống trà sữa. Nhưng mà lần đầu tiên hẹn hò. Rồi sau khi uống trà sữa thì cái bà rủ đi nhậu. Cái đô khác hẳn luôn. Con nghe bà nói chợ dưới quê em theo ba em nhậu hoài à. Cái con nghĩ là chắc cũng nhậu ghê lắm. Uống rượu không bia? Uống chai vodka Hà Nội. Đồ mạnh à? Đồ mạnh lắm chú còn kể đồ mạnh dữ lắm. Rồi. Chạy ngang cái bà kè có mới xong quận 8 á, cái nói thôi ngỏ đây nhậu cho hương đồng gió nội anh ơi. Cái xong con mới cua gan ly, cua cái chai con nhấp môi cái bà kè mới giật cái qua. Ực. Ồ con thấy hết hồn rồi. Trời ơi. Ôi là trời luôn, chắc nay bị bà này bà luộc tại chỗ á. Sao hồi là hả con mới nhấp môi mấy cá là nguyên cái chai vodka nó hết luôn, mình bà uống luôn. Trời ơi, cái đô con dữ dội vậy không? Vodka mà con uống vậy là tôi dữ. Vodka dữ lắm á nghe. Dạ thật ra là con không có biết gì nó. Con cứ nghĩ nó như rượu đế dưới quê thôi. Tại vì dưới quê con cũng hay uống, con cũng nhấp vậy nè. Bởi đó tại vì hứng với lại buồn quá. Uống luôn vodka thì lần đầu tiên con uống con thấy nó cũng bình thường lắm. Nhưng mà chết não mày á. Dạ đúng rồi, cú sao. Rồi xuống sao thì sao? Cú sao thì cái con mới bắt đầu dê. Con uống 2 ly mà con chưa xỉn đúng không? Dạ con chưa xỉn, con tỉnh tranh thủ dê luôn. À lúc đó con thấy bà hơi xỉn chưa? Trời ơi, bà xỉn lầy lắm luôn rồi. Lúc mà con uống vô là con cảm thấy bình thường à. Chứ khoảng 15 phút sau con bắt đầu thấm. Say sẩm mặt mày hết trơn. Cái ảnh quay qua lịch sự lắm. Anh xin phép em cho anh ôm một cái nha. Con cũng đồng ý. Kiểu giống như là hai người cùng chung một hoàn cảnh thì nó
dễ đồng cảm. Mình đồng cảm với nhau. Con lùa con ôm siết siết ép vô cái cái xong rồi con nó dành hùng cái nha, không chịu. Vậy là còn tỉnh đó. Ôm vài cái xong dắt đi về. Con nó không có muốn chở bà về đâu, cái nghĩ trời. Ờ, tự nhiên cơ hội tốt rồi sao nhiên trở về xỉn rồi. Con tính chở đi đâu? Âm mưu lên tối. Con nói chung thì cũng cũng có âm mưu tí rồi. Con chạy cái 20-30 mét cái ói nhá, 20 mét cái xong rồi tới trước cửa khách sạn quận 8 cái dừng lại. Thôi giờ xỉn quá vô đây ngủ em ơi. Cái bà ọe á, mà chú tưởng chuẩn cái thùng rác trước cửa khách sạn á, bà lại rồi cái tay bóp bệnh cái thùng rác nè, ọe. Cái xong rồi đó. Trời ơi, đi về. Chở vô khách sạn cái bối nguyên đêm luôn. Bây giờ con cũng biết là bà xỉn thiệt hay bà giáo bội xỉn nữa. Nghĩ sao mà bà xỉn bà không biết gì hết mà biết chỉ đường đi về. Tại con mới lần đầu tiên con qua đâu biết đường đâu. Thì anh quẹo trái nè anh quẹo phải nè anh ơi. Trái phải. Là về tới nhà luôn. Vô tới nhà rồi thấy cái thùng rác trước cửa nhà nữa. Trời ơi, bà vô bà cầm hai tay thùng rác. Tỏe nữa. Hôm sau nghỉ làm luôn. Trời ơi, có nghĩ là trời ơi bà nội này là yếu rồi ra gió nè. Nhưng mà bữa đó là con xỉn thiệt đúng không? Con xỉn, đầu óc con quay vòng vòng nhưng mà con biết. Con biết hết á. Con biết ảnh nói gì, con biết ảnh âm mưu ảnh sao con biết hết luôn. Ủa nhưng mà bữa đó ví dụ như con không ói thì con có đồng ý cho anh đưa vô? Dạ con không đồng ý, tại vì là lần đầu tiên hẹn nhau rồi con không có chấp nhận được cái điều đó. Dạ. Rồi có lần thứ hai, thứ ba nữa không? Có, con chơi nhiều lần lắm rồi không dụ được bà này. Con kể tiếp chú lần thứ hai mới thê thảm. Con chơi khổ nhục kế luôn. Bà lại làm về 9 giờ. Con thì con hay tập chạy bộ. Cái rồi con nhà ở Bình Chánh á, Bình Chánh Vĩnh Lộc A, bà này ở quận 8, bến xe quận 8. Cái con nói 9 giờ em về đúng không? Em chờ 9 giờ anh sẽ chạy bộ qua, anh dắt em đi ăn chè. Lần đó là chạy bộ qua thiệt 21 cây số. Nói trời ơi, mệt quá. Nay anh chạy đau chân quá, giật rút lum hết đó. Em ơi cho anh ngủ lại. Ba không cho vô, cho vô thôi, vô ngồi nghỉ xíu thôi. Cái rồi hết mồ hôi, cái nó thôi cũng trễ rồi, cả 10 giờ mười mấy anh về đi. Anh về không nổi rồi sao giờ? Không mấy anh vô khách sạn anh ngủ đã đi. Anh ngủ mình buồn lắm. Thôi anh vô ngồi chổng ngủ đi. Cái bả móc tiền anh nè, không có tiền đưa 300 vô khách sạn ngủ. Con lên kế hoạch đủ thứ à, vô tới này tới đây khoảng cách này phải nói gì tới biết vụ bà này cho bằng được không? Tính trước đây không? Tính trước bước không tới. Trước bước không tới luôn. Lần thứ ba thì tỏ tình cũng định vụ bà rồi mà bà cũng chịu vô nữa. Mới đầu á cũng hẹn ra quán cà phê mà cũng vắng người, cái không gian hai đứa rồi đó. Con ngồi mới đầu nói chuyện phím rồi đó. Kiểu như con mới cần đời luôn. Con hỏi giờ anh cho em hai lựa chọn. Một á em thành bạn gái anh. Hai á là đường ai nấy về, anh chặn Facebook. Cái rồi bà bắn ngồi bà suy nghĩ đâm chiêu một tiếng đồng hồ gì đó. Cuối cùng cũng chịu. Nhưng mà dụ vô tiếp cũng không chịu. Con thất bại cho đến lúc mà ngày cưới luôn hả? Đám hỏi xong rồi bà mới chịu. Sau khi bà lụi con mấy mũi mới chịu. À, tức là bà là muốn là con phải xét nghiệm. Con không có phải dính HIV. Không dính những cái đường lây qua đường kia đó, thì mới chồng ý mà. Đúng không? Như vậy là bao lâu thì tụi con mới đám cưới? Cũng lẹ lắm. Cái lúc nãy trong quán cà phê là bà chấp nhận làm người yêu là gặp đứa đó bà nội đang nằm viện. Dắt qua ra mắt bà nội luôn. Nói, này vợ sắp cưới nè. Sao mà bà la bà bị gài thế. Chứ bây giờ thằng nhỏ thất bại hoài từ lần này qua lần khác. Bởi vậy cho nên là khổ nhục kế với bà nội luôn. Như vậy là tụi con cưới nhau được một năm mấy rồi. Đến cái phần tật xấu nè. Dạ, tật xấu của chồng con á là ảnh bề ngoài người rất là vui vẻ. Nhưng mà đôi khi con cảm thấy ảnh là một người đa nhân cách ấy, chứ là sẽ có lúc á là hả, khi mà ảnh tập trung làm một cái việc gì đó là ảnh tập trung rất là cao độ, ai đụng tới á là hả, làm thấy ghê lắm, làm giống như muốn ăn tươi nuốt sống người ta, nhiều khi nói những cái lời mà làm người khác tổn thương luôn á. Còn một cái mặt còn lại là rất là nhây, rất là lầy, hay giả, làm giới tính thứ ba lắm. Cái lúc mà ảnh nóng tính lên thì ảnh nói những cái lời tổn thương con. Dạ đúng. Nhưng mà sau đó khi ảnh bình tĩnh lại rồi thì ảnh có xin lỗi con? Dạ có. Khi mà ảnh bình tĩnh lại rồi là ảnh sẽ biết được mình sai chỗ nào. Rồi tự ảnh tự bi tự diễn hết trơn. Rồi còn thật xấu gì nữa? Ở nhà thì cũng hơi bừa bộn chút xíu. Đi làm về cứ hay móc đồ lên lung tung vậy đó. Nhìn rất là bừa bộn mà nói hoài không có nghe. Rồi bây giờ tới con đó Vũ. Vợ con thật xấu thì nhõng nhẽo, mà con nghĩ chắc phụ nữ nào cũng vậy thôi. Đang tập trung cái tối ngày vợ lại nhủi đầu nhủi ủi hoài luôn. Nó nói mà con nó đi nhậu hay là đi cà phê với bạn, cứ đúng 9 giờ 0 phút đang rồi bạn xung quanh nói rồi biết luôn vợ gọi đúng không, chứ biết rồi mang tiếng vũ dự cơ là sao? Dạ là vũ vợ kêu á. À, vũ dự cơ.
là vũ vợ kêu. Vợ con có cái đam mê gì không? Con kể cô cái bả không mê tiền, bả mê vàng thôi, bả mê vàng thôi. Chừa chồng có mấy triệu bạc mà đi ăn nhiều khi để bạn bè bao không. Tháng cho được nhiêu? Trời ơi, tháng cho được 4 triệu, 5 triệu bỏ túi. Bao nhiêu tiền đó là bả lấy mua vàng hết. Mà cho đến bây giờ bả giấu vàng đâu con cũng không biết nữa. Thì nhiều khi có giấu thì có ôm. Như lọc cọc đó. Em thích âm vàng ngủ. À, ngoài ra thì còn cái tật xấu gì nữa? Bả có tật xấu kiểu như là hay lên đồng á. Lâu lâu bắt cả mấy chuyện tâm linh rồi cái đang ngồi nhau nè. Cái một cơn gió lạnh mùa đông thổi vào le lắc la lắc cái. Mà con có sợ cái đó không? Con sợ lắm. Thì chắc nhiều khi con sợ cái nó hù con. Ủa nhưng mà vậy có khi nào là bà diễn là có ai nhập vô người bà không? Con cũng không biết nữa. Cái rồi xong con cũng sợ rồi xong rồi con diễn theo. Rồi. Tên gì, họ tên gì, khai báo, tên tuổi, đến từ đâu, sao chết. Rồi bây giờ con mong muốn Huyền thay đổi điều gì? Thực ra thì vợ con là hoàn hảo nhất rồi, con cũng không muốn thay đổi gì nữa. Rồi con có muốn chồng thay đổi gì không? Dạ, con thì con muốn chồng là khi mà nóng giận á, biết kiềm chế bản thân mình lại. Đừng có buông những cái lời mà tổn thương người khác. Như vậy là con muốn chồng con một nhân cách thôi phải không? Ừ, đừng có đa nhân cách có đúng không? Có thể cân hòa được giữa hai con người đó. Dạ. Thật ra như thế này nè, con biết cái tính ảnh rồi. Dạ. Thì những cái lúc ảnh tập trung á, nên để cho ảnh có một cái khoảng thời gian. Dạ. Để ảnh chỉ tập trung, rồi sau đó khi xong việc rồi bắt đầu muốn tròn cái gì đó, muốn lên đồng lên cốt hay muốn giỡn cái gì đó thì thoải mái, đúng không? Đó. Rồi, cảm ơn hai con. Dạ.